Khi lau dọn bàn thờ, ngày rằm tháng 7 âm lịch, ai cũng nên đọc câu này để cả năm làm ăn xuân sẻ, tiền vàng kéo vào mầm. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo văn hóa tâm linh phương Đông thì bàn thờ là nơi đại diện của thần linh của gia tiên. Đây không chỉ là nơi để thờ cúng tổ tiên, thần linh mà còn là nơi giúp cho chúng ta thu hút được cái tài lộc, cái vận may và cái hồng phúc từ tổ tiên gia đình. Người xưa có câu, cúng quanh năm không bằng cúng rằm tháng 7. Đặc biệt trong cái tháng 7 âm lịch tháng cô hồn này, người Việt Nam còn thực hiện cùng một lúc các nghi lễ là cúng Vu Lan báo hiếu cũng như là cái lễ cúng chúng sinh cúng cô hồn. À dân gian quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, thời điểm mà mọi tội nhân của quỷ âm, trong đó có vong linh gia tiên nhà mình cũng như là vong linh của dòng tộc nhà mình được xá tội, ra khỏi địa ngục và lên dương gian trở lại dương thế, thăm lại con cháu thăm lại những cái nơi mà mình đã lưu đốn trước đây. Bởi vậy các gia đình thường làm cỗ vàng mã cúng lễ để cầu siêu độ trì cho họ. Thông thường mọi người thường chọn cái ngày chính rằm tháng 7 để làm nghi thức tiến hành cái lễ cúng. Thì ngoài ra cái rằm tháng 7 còn là cái dịp cũng vu lan, cũng gì cũng là con báo hiếu với bố mẹ. Bởi thế cái ngày rằm tháng 7 không chỉ là một ngày rằm như thường lệ mà nó còn là cái dịp lễ để tiến hành nhiều các nghi thức khác nhau. Vậy nên trước khi tiến hành các nghi lễ cúng vào ngày mùng 1 tháng 7, ngày rằm tháng 7 thì chúng ta cần phải thực hiện một cái nghi lễ, đó là nghi lễ lau dọn bàn thờ bao sái bàn thờ để cho bàn thờ sạch sẽ đón tổ tiên đón các vị thần linh về trong những ngày rằm tháng 7 này. Và khi lo dọn bàn thờ cũng cần phải chuẩn bị đồ lễ, khấn câu gì để không bị phạm các đại kỵ trong tâm linh và mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ, giúp cho cái việc lau dọn bàn thờ được chu toàn nhất. À, quý vị thân mến, việc dọn dẹp bàn thờ không phải là một công việc đơn giản. Hàng năm trước khi vào cái dịp rằm tháng 7 thì các gia đình người Việt thường có một cái nghi lễ rất quan trọng đó là cái nghi lễ dọn dẹp bàn thờ hay còn gọi là lễ bao sái. Đây là cái dịp để gia đình gia chủ dọn dẹp bàn thờ, sắp xếp trang hoàng, chuẩn bị để đón ông bà tổ tiên về thăm nhà vào cái ngày rằm tháng 7 âm lịch. Nhưng không phải ai cũng biết là trước khi lo dọn bàn thờ thì phải khấn câu gì, cúng câu gì, chứ không phải nói bừa là được để cho các vị thần linh gia tiên đồng ý cho chúng ta làm việc đó nếu mà vô tình phạm phải những cái sai lầm khi mà dọn dẹp bàn thờ thì gia chủ có thể rước họa vào thân, tán ra bại sản, tự tay phá hoại cái may mắn, cái sự tốt lành của mình. À, xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình của Tử Thông ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về cái vấn đề này. À, trước khi đi vào cái việc là khi mà lau dọn bàn thờ thì chúng ta phải khấn câu gì và nói gì để được tài lộc như ý và không bị phạm phải những cái đại kỵ trong tâm linh thì chúng ta cũng cần phải xét xem khi nào thì chúng ta nên lau dọn bàn thờ trong cái ngày rằm tháng 7 đúng không ạ? À, quý vị thân mến, thời gian tốt nhất để làm lễ bao sái lau dọn bàn thờ cũng rằm tháng 7 là khi nào? À, theo quan niệm của dân gian, trong tháng 7 âm lịch thì không nên lau dọn bàn thờ và tỉa chân nhang. Bởi nó sẽ mang tới những cái điều xui xẻo cho gia chủ Vậy nên cái việc lau dọn bàn thờ thì thường tiến hành vào cái thời gian trước đó Tức là vào những ngày cuối tháng 6 âm lịch à, Trên bàn thờ do thắp hương từ đầu năm đến tháng 7 Nên là cái chân hương nhà nào mà thấp hàng ngày thì cũng khá nhiều và nếu như gia đình nào ít lau dọn thì cũng sẽ bàn thờ sẽ bị bụi bẩn và sẽ không còn được cái thanh tịnh như trước đây nữa vậy nên cái việc lau dọn bàn thờ có thể tiến hành vào các ngày trước ngày rằm ngày mùng 1 để cho bàn thờ được sạch sẽ đón các vị thần linh gia tiên về được trang trọng hơn à, vì bàn thờ là nơi tâm linh cần phải thanh tịnh sạch sẽ hơn nữa trong cái tháng 7 âm lịch tới đây thì Dương Vương cho khai mở quỷ môn quan cho các phong hồn trở lại nơi dương thế. Vậy nên trước ngày này thì chúng ta sẽ chọn ra những ngày tốt đẹp nhất để tiến hành cái công việc lau dọn bàn thờ. Nếu nhà nào mà thắp hương nhiều ấy, thì có nhiều chân nhang cũng nên tiến hành tỉa chân nhang trong cái thời gian này. À, khi lau dọn bát hương thì chỉ nên để lại ba chân nhang. À, với những bát hương của người đã mất mà chưa quá 3 năm thì nếu là đàn ông thì để lại 7 còn đàn bà để lại chín chân hương. Bát hương Quan thần linh thì tỉa hết chỉ để lại năm chân nhang Và cái quan trọng nhất là cái ngày tốt Ngày nào tốt đẹp để có thể tiến hành công việc rút chân nhang Cũng như là gì lo dọn ban thờ trước cái ngày rằm tháng 7 Để làm ăn được xuân sẻ và mang lại cái may mắn Mang lại cái tài lộc cho mình à, Thì theo cái tài liệu Theo cái tài liệu ngày tốt toàn thư của thầy Gia Cát đấy, Thì trong tháng 7 âm lịch tới đây Thì sẽ có những ngày tốt sau đây để quý vị có thể lựa chọn được những cái ngày để lau dọn bàn thờ vào những ngày cuối tháng 6 vì trong tháng 7 thì người ta thường kiêng kỵ cái việc này đó cái ngày tốt để lau dọn bàn thờ và tỉa chân nhang trước cái lễ rằm tháng tháng 7 cũng như là trước ngày mùng 1 tháng 7 bao gồm những ngày sau thì quý vị có thể chọn vào cái ngày 12 tháng 8 dương lịch tức là nó sẽ rơi vào ngày 26 tháng 6 âm lịch tức là nó là là ngày là ngày nhâm dần ngày này thì có các cát thần như là dịch mã giải thần đấy cái giải thần là một trong ngày cực tốt để quý vị tiến hành công việc lau dọn bàn thờ tỉa chân nhang có minh phệ có nguyệt ân có nguyệt đức có ngũ hợp, có thiên hậu, có thiên xá, có thất thánh, đó, có tứ tướng và có đại minh. Đây là một ngày tốt để quý vị có thể tiến hành công việc là lau dọn ban thờ hoặc là tỉa chân nhang. À, tiếp theo cái ngày tốt thứ hai chúng ta có thể chọn đó là cái ngày 14 tháng 8 năm 2023 dương lịch. Tức là âm lịch nó sẽ rơi vào ngày 28 tháng 6 âm lịch, đó là ngày giáp thìn. Thì trong ngày giáp thìn thì cũng có các sao tốt như là có kim quỹ, có mẫu thương, có ngũ đế sinh, có tam hợp, có thiên hỉ, có thiên nhạc, có thiên tài tinh, có thiên y, thất thánh, tục thế và đại minh. Thì đây cũng là ngày tốt thứ hai để quý vị tiến hành cái công việc là lau dọn ban thờ và tỉa chân nhang trước cái dịp lễ Vu Lan Báo Hiếu, trước cái ngày trước cái rằm tháng 7 đúng không ạ? Tiếp theo cái ngày tốt thứ ba mà quý vị có thể chọn đó là ngày 15 tháng 8 dương lịch. Thì âm lịch nó sẽ rơi vào ngày 29 tháng 6, tức là ngày Ất Tỵ đó. Trong ngày Ất Tỵ thì sẽ có các sao như có bảo quang, có bất tướng, có lục hợp, có ngũ phú, có thiên phúc, có thiên đức hoàng đạo có thất thánh có thần tại có yếu an đấy có đại minh có địa tài tinh thì đây là những ngày tốt để quý vị có thể tiến hành cái công việc là lau dọn bàn thờ và bốc bát hương tôi nhắc lại nhé sẽ có 3 ngày đúng không ạ một là cái ngày 26 tháng 6 hai là hai cái ngày 28 tháng 6 và ba là cái ngày 29 tháng 6 âm lịch đấy thì ba ngày đó quý vị có thể chọn để tỉa chân nhang cũng như là lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ để đón các vị thần linh gia tiên trở lại dương thế về ngự trên bàn thờ được sạch sẽ và được chu toàn hơn đó và trước khi mà tiến hành công việc lau dọn bàn thờ thì chúng ta cần phải khấn gì cầu gì để không phạm phải cái đại kỵ trong tâm linh và được may mắn bình an xin mời quý vị tiếp tục cùng theo dõi à, trước tiên đi vào cái phần mà lau dọn bàn thờ thì khấn câu gì cúng câu gì à, chúng ta cũng phải bước biết được gì những cái bước để tiến hành bao sái đúng không ạ thì những bước để tiến hành bao sái thì trước khi bao sái thì gia chủ nên tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo dài đấy mở rộng các cửa trong nhà ra để chuẩn bị đĩa hoa quả tùy tâm kèm theo đó là thường người ta sẽ sử dụng 10 bông hoa cúc chia làm hai bên mỗi bình mỗi bình là cắm gì cắm năm năm bông à bên cạnh đó cũng chuẩn bị rượu trắng đấy củ gừng một củ gừng con vỏ dã nát hoặc là khăn sạch đấy giã gừng rồi đổ rượu vào ngâm tầm 30 phút sau đó lấy cái nước đó để lau dọn bàn thờ để lau bàn thờ cho được sạch sẽ hoặc bên cạnh đó thì quý vị cũng thể dùng nước ấm để lau dọn hoặc là dùng nước rượu ngũ vị hương để lau dọn thì cũng được sạch sẽ và thơm tho à, quý vị không nên dùng nước lạnh nước lã lạnh thì cũng sẽ không tốt đấy à, còn nếu nhà mà có bàn thờ phật tượng phật hay là ảnh phật thì không dùng nước rượu để lau dọn mà quý vị nên dùng khăn nước, thấm bằng cái nước sạch nước ấm và lau bàn thờ phật trước sau đó mới tiến hành lau cái bàn thờ thần linh gia tiên tiếp theo gia chủ thắp một nén hương khấn xin gia tiên cùng các quan thần linh thần tài để thông báo xin được dọn dẹp ban thờ vậy khi thắp hương để lau dọn ban thờ thì chúng ta khấn câu gì nói câu gì để được tài lộc như ý phú quý bình an à, khi thắp hương xin lau dọn ban thờ chớ khấn đôm cứ khấn câu này thì cả năm sẽ được làm ăn suôn sẻ tài lộc ùn ùn kéo đến à, quý vị thân mến sau đây là bài khấn trước khi mà chúng ta tiến hành cái công việc là lau dọn ban thờ đấy con nam mô di đà phật con nam mô di đà phật con nam mô di đà phật con lại chín phương trời lại mười phương chư phật chư phật mười phương con kính lại ngài đương liên thái tuế trí đức tôn thần con lại ngài đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân con kính lại ngài ngũ phương ngũ thổ long thần tiền hậu địa chủ tài thần cùng tất cả các vị chư thần cùng cái quản xứ này con lại ông chủ gia bà chủ đất cùng tất cả các vị chư thần cư cư ngụ tại nơi đây con kính lại gia tiên tiền tổ nội ngoại họ họ nhà chúng ta tín chủ con tên cùng thê tử lại cùng trưởng nam hoặc trưởng nữ hoặc là trai gái bao nhiêu người thì nêu ra hết cùng cư ngụ tại địa chỉ chúng ta hãy nêu địa chỉ nhà chúng ta ra hôm nay là ngày tháng năm nêu cả dương lịch và âm lịch tiến chủ con tự thấy bản thân chưa được chu toàn nên là để hương án có chút bụi bẩn có chút chưa được thanh tịnh xanh yên tiến chủ con xin kính cáo với các vị chư thần hôm nay con chọn được ngày lành tháng tốt con xin phép tiến chủ được xái tịnh để cho bàn thờ được sạch sẽ trang nghiêm thanh tịnh kính mong các vị chư thần chứng minh và gia hộ mong các vị tạm ẩn lánh đội cho chúng con lau dọn ban thờ được khang trang hảo mỹ cho hương án được an chính vị cho âm phần được an yên cho gia cư được lạc thổ cho cung tài không động cung lộc không hao chúng con người trần mắt thịt tội lỗi đầy thân chỉ biết kính tâm thành lễ có gì si mê lầm lỡ kính xin được tha thứ bỏ qua đại xá cho con nam mô di đà phật con nam mô di đà phật con nam mô di đà phật ba lần sau đó quý vị vái ba vái À, tiếp tục là khi mà chờ đến hương nó cháy hết Thì chúng ta bắt đầu là công việc dọn dẹp các đồ xuống Và tiến hành công việc bao sái, lau dọn bàn thờ cũng như là các đồ thờ cúng à, Trước tiên hạ các đồ muốn lau dọn xuống trước Lưu ý tuyệt đối không hạ hoặc di chuyển bát hương à, Theo dân gian nếu bát hương bị di chuyển sang một hướng tức là xấu Thậm chí có thể gây ra những điều xui xẻo cho gia chủ Bên cạnh đó chúng ta phải chuẩn bị một chiếc bàn và phủ cái vải đỏ lên Đặt những đồ vật lên đó Chờ sau khi hương cháy hết mới được bắt đầu công việc là lau dọn hoặc là bao sái. Nếu trên bàn thờ có các bài vị của thần linh gia tiên và tổ tiên thì lấy bài vị của các vị thần xuống trước, sau đó đặt ở phía trước nơi cao hơn và riêng biệt, dùng khăn sạch đã ngâm rượu dị ngũ rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng để bao sái toàn bộ lại sau đó để khô. Sau khi lau bài vị xong thì chúng ta mới tiến hành lau bát hương cũng như là các đồ thờ cúng khác. Đấy. À, sau khi mà chúng ta lau dọn cái đồ thờ cúng xong ấy sạch sẽ rồi, bao sái thơm tho rồi thì chúng ta tiến hành đặt lại cái đồ lễ thờ cúng, đặt lại cái đồ thờ cúng lên các vị trí, thay nước, thay chung cà, thay hũ hạo, hũ muối nếu mà có và khấn thỉnh các ngài xin các ngài về và báo cáo là cái việc đã xong. Đó, đó là khi khấn gì và cầu gì để được may mắn và bình an khi mà chúng ta tiến hành công việc là lau dọn bàn thờ và bốc bát hương. Đấy. Thứ tư chúng ta cùng xét về các loại nước dùng để lau bàn thờ. Thì đầu tiên cần phải làm rõ trong cái việc bài trí ban thờ phải giữ cho cái ban thờ luôn sạch sẽ trước khi dọn dẹp thì chúng ta cần phải tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị một đĩa trái cây và thắp hương thông báo với ông bà tổ tiên rằng mình sắp lau dọn ban thờ để tránh gặp những cái điều kém may mắn đặc biệt sau khi lau bài vị hay là lau tượng thần xong ấy chúng ta sẽ dùng nước ấm chứ không được dùng nước lạnh à, các bạn có thể dùng rượu gừng hoặc là rượu hòa với ngũ vị hương sau đó gì quý vị dùng lau để bao xái cho nó được thanh tịnh và sạch sẽ vì theo quan niệm dân gian thì gừng có công dụng là trừ tà hiệu quả. Khi mà pha rượu với gừng thì có thể lau ban thờ, giúp cho tẩy uế được sạch sẽ hơn, đuổi sạch những điều xui xẻo không may mắn và chào đón những cái linh khí mới để an khang thịnh vượng. Bên cạnh đó, cái rượu gừng cũng là cái nguyên liệu mà để tẩy các vết bẩn trên ban thờ được hiệu quả. Nên là khi dùng để lau bài vị hay là tượng thờ sẽ giúp cho được sạch sẽ và thơm tho hơn. À, ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dùng cái nước ngũ vị hương để lau dọn ban thờ, bao gồm các thứ là quế hồi, thảo dược vân vân đó đun sôi cho kỹ rồi chúng ta tiến hành là lấy một lấy một ít đúng không và để tiến hành lau dọn và bao sái lại ban thờ cho được sạch sẽ và thơm tho à, tiếp theo là chúng ta sẽ dùng nước đó để lau rửa ban thờ và các đồ thờ cúng nếu muốn thơm tho hơn thì sẽ các bạn sẽ đun cái loại ngũ vị, ngũ vị hương đó lâu hơn hoặc là gì thêm các hương liệu để cho được sạch sẽ và thơm tho à, tiếp theo thứ năm tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ một là di chuyển bát hương tùy tiện à, người xưa quan niệm rằng nếu mà di chuyển bát hương quá nhiều sẽ dễ chuyển sang cái hướng xấu và sẽ gây ra xui xẻo cho cả gia đình điều này có nghĩa là cái lòng thành kính của các bạn không được thần linh chứng giám gây nên những cái điều không may mắn và ảnh hưởng đến cái vận khí của gia chủ vậy nên khi lau dọn bàn thờ thì chúng ta cũng nên lau bát hương sạch sẽ không nên tự ý động chạm hoặc là di chuyển bát hương. Nếu có di chuyển thì phải làm đúng theo các hướng dẫn. Thứ hai là tỉa và đổ chân hương sai cách. À, quý vị thân mến, khi mà hương đầy thì người ta thường tiến hành cái công việc tỉa chân nhang hoặc đổ bớt cái cho ở đó ra. Cái việc này không hề đơn giản. Cái việc tỉa chân nhang sai cách cũng sẽ khiến cho tài lộc bị tiêu tán. Cách đúng nhất là khi tỉa chân nhang tuyệt đối không được lấy hết mà phải để lại ít nhất là 3, 5 hoặc 7 chân nhang hoặc 9 chân nhang tùy theo các loại bát hương đó thờ cái gì. Đặc biệt không được vứt chân hương bừa bãi vì theo quan niệm người xưa ấy, là như thế sẽ bị tán tải. Chân hương được tỉa ra thường được đốt với vàng mã sau khi mà gì? Sau khi mà chúng ta cúng kiến xong chứ không được đổ chân hương lung tung. À, bên cạnh đó tuyệt đối không được bỏ chân hương ở những cái nơi bẩn thỉu như vậy sẽ bị phạm ô uế và phạm vào những cái điều đại kỵ. À, cái việc sắp xếp đồ thờ Phật thần linh gia tiên không đúng vị trí cũng mang lại cái hung họa cho gia chủ. À, trước khi mang những đồ vật thờ cúng đi gọi rửa quý vị cũng cần phải nhớ cái vị trí đặt để sau đó sắp xếp lại cho đúng cái vị trí đó. cái việc để cái đồ thờ cúng sai vị trí sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tài lộc của gia chủ. và dân gian ta thường quan niệm là khi mà chúng ta muốn thay cái đồ thờ cúng mới ấy, thì cái đồ cũ chúng ta thường là mang ra sông thả sông thả hồ để cho mát và để sạch được sạch sẽ hơn. nếu không ấy, thì nên hóa những cái đồ đó hoặc là mang lên chùa để để đẻ đúng không ạ. À, với bàn thờ cũ, cây nến, chân hương được làm bằng gỗ bằng sơn son tiếp vàng thì chúng ta cũng nên hóa đi chứ không nên vứt linh tinh vừa phạm những yếu tố tâm linh lại vừa gây ô nhiễm môi trường tuyệt đối với không được làm đổ vỡ cái đồ thờ cúng vì theo quan niệm tâm linh ý, thì đồ thờ cúng là những cái vật linh thiêng nó thể hiện cái sự trang trọng tôn kính với các vị thần linh và với vị tổ tiên à, theo quan niệm dân gian nếu không cẩn thận làm đổ vỡ thì gia chủ sẽ gặp nhiều chuyện không may vì thiếu đi cái sự tôn trọng với những người đã khuất bàn thờ là nơi linh thiêng nhất của các nhà là cái vị trí có vai trò quan trọng quyết định đối với cái tài vận và cái hòa khí của gia đình nếu mà các bạn để bừa bội hoặc là để những cái vật không cần thiết ở đây thì đời sống vợ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt làm nụng vất vả mãi mà cũng không khá lên được ngược lại nếu biết cách bài trí hoặc lựa chọn những cái đồ vật thuận phong thủy thì sẽ mang lại giàu có bình an sẽ giúp gia chủ luôn được bình an may mắn À quý vị thân mến, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn là khi mà chúng ta lau bát hương, lau dọn bàn thờ thì chúng ta nên khấn câu gì, nói câu gì và cái ngày nào tốt lành nhất để chúng ta tiến hành công việc lau dọn bàn thờ trước cái rằm tháng 7 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.